Rồi, alo, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay chúng ta cùng nhau chơi Company of Hero tiếp ha. Rồi, sau khi kiếm được đồi 192 thì chúng ta đang hướng về Stelo, nhưng mà ở mặt Đông Bắc. Một đội trinh sát được cử đi trước rồi. Và có vẻ như là quân Đức sẽ cố gắng giữ cái điểm này hết sức có thể đó các bạn. Địa hình khu này có vẻ như là phức tạp á. Tại vì đây là cái khu vực đô thị mà nó sẽ có nhiều cái nhà cao. Quân Đức sẽ lợi dụng cái này để mà phòng thủ. Chưa kể là trận trước, mấy trận trước là mình đã chạm trán con sáu nòng của Đức rồi. Cho nên là chắc chắn là lần này quân Đức nó sẽ tận dụng cái lợi thế pháo binh của nó để mà áp chế mình. Tại pháo binh của Mỹ lúc này vẫn chỉ là dạng dùng lũ pháo thôi các bạn. Còn pháo binh của Đức lúc này là dạng nó bắn cái tên lửa rồi. Nó có cái đẩy phía sau, thành ra là nó bắn nhanh, nó đạn nó bay nhanh mà nó xa hơn. Chưa kể là nó bắn chuẩn hơn nữa. Tại nếu các bạn để ý kỹ thì pháo của Mỹ khi bắn là vẫn bắn theo đường cong, còn tên lửa của Đức là nó bay thẳng tới trên đầu, sau đó là nó giống xuống, nó giống thẳng xuống, thành ra là nó hầu như nó không bị cản bởi một cái số lực hay là nó bay bị lệch mục tiêu do có vật cản gì hết, cực kỳ nguy hiểm luôn. Mà chưa kể nó nhỏ nữa, thành ra là cái tên lửa thì không nhỏ, nhỏ là ở cái mấy cái tên lửa mà mình phóng bằng đạn thôi, còn mấy cái xe pháo đẩy thì đạn nó bự. Nhưng mà nhìn chung thì nó vẫn rất là nguy hiểm, tại vì nó nổ rất là mạnh. Rồi, ngày 7 tháng 12 năm 1944. Mình biết ngay là vừa vô là bị tên lửa của Đức nó dập mà. Cái này nguy hiểm lắm nha các bạn. Ta nói ngày xưa quân Đông là lợi thế, chứ còn bây giờ một quân Đông là nhiều khi là bị mấy cái vũ khí mà sát thương lớn, sát thương cao này là nó chơi nát luôn á, không đùa đâu. Rồi từ từ chúng ta hồi đủ quân đã là tính các bạn. Cầu đạn của mình là khá là nhiều á. Thôi lần này cho nhiều bộ binh thế. Wow. Không lên mà xử mấy cái xe pháo này sớm là mình mệt đó. Để coi có cái gì ở đây không. Tuy nhiên là mình nghĩ là quân Đức nó sẽ bảo vệ tốt những cái điểm đó của nó, chứ không dễ gì mà cho mình đánh đâu. Chắc chắn coi có súng máy hay có gì đó ở đây. Biết ngay mà. Lui. LG-42 nó nã chết bây giờ. Mà vừa vô cho nhiều lính súng trường vậy để làm gì? Game cho đồ ngu quá. Vừa vô mà cho cái đống này. Ồ, có bắn tỉa. Khoan, bắn tỉa thì cho cái xe này nó xử được. Ê, cái gì đấy, chạy. Ở nhất gì thì gì. Hồi đầy máu lại là tính. Reinforcement proceeding. Rồi đây lấy cái này nâng cấp cái bát lên, chứ mấy thằng này không có cái bát nó bắn nó xìu. Được cái có 6 thằng thôi. Súng tự động nhưng mà cũng không phải là ngon lắm. Rồi xử bắn tỉa cho anh. Đây lại xây phụ đi. Công trình của Mỹ toàn là lều bạc rồi không mà, tại lúc này quân Mỹ chủ yếu là đi tấn công hay tấn công mà. Thành ra là họ đâu có đầu tư đồ nhiều đâu. Ở quân Đức thì nó thủ cho nên là nó cố gắng nó xây mấy cái bông ke bằng bê tông rồi. Ồ, hết luôn cái điểm này rồi. Rồi, bắn tỉa của nó sắp vong rồi. Còn mà điểm này của mình thấp ghê chứ. Này chứ lần này nhân sự của mình cũng không nhiều nha. Nó bắn nữa đấy. À, để coi xoay cái này lên phải làm cái rào chống tăng nè các bạn, không là mình mệt hết. Rồi ok, anh em có bát hết rồi. Đi nào để xem coi. Mà này không có xe tăng, không có gì cả luôn nha.
cái này thì dễ phá. Cái này áp sát bắn được. Giữ một nồi nó lại chiếm điểm thôi. Vậy thì mấy thằng trên đường này mình xử được. Sợ là sợ MG42 nó bắn áp chế thôi, chứ mấy thằng này thì không đáng sợ. Rồi, tiến lên, sợ gì nè. Nếu mà đấu như vậy thì mình thắng được bộ binh của Đức. Tại nó cầm cái K98 thì không bằng được cái bát của mình. Rồi, nhà lên chiến điểm. Ở lần dùng đạn mình phải để dành để mình còn dùng cái bom nữa. Có quá chết mấy người lính thì về hồi thôi. Ok, ta bao căn cứ của mình lại nào. Rồi, ok, lên đây coi có gì không. Đừng nói nhà trúng pháo nha. Ok, mà trúng pháo mà không chết là được. Đặt có MG42. Đội lũ đạn ngay. Ha. Rồi áp chế xử này MG42 của nó ngay lập tức. Lưng dồn hỏa lực vô đây. Không được. Rồi. Ok, chọn. Ôi trời, muộn quá. Đúng lúc nó chết. Kệ nó về hồi máu đó. Chả lấy được thêm bao nhiêu hậu cần. Kệ nó. Trời, vừa đúng lúc chạy về ăn pháo nữa chứ. Chặt nó bắn kinh quá. Tại trên đó rồi, giờ hiện giờ không lên cái thế, không lên được. Reinforcement underway. Looks like we fight today. On the devil, man. Ready to fight, go. Sir. That's it. Construction. Giờ cũng không có xăng dầu nữa mà xây công trình luôn. Giờ không xây bít cái đường này được, tại không hồi không có đường tăng nó ra. Thôi đây, xe này trước đi để mình lấy cái con cối đồ mình nã vô đây. À, mình gọi bắn tỉa, đúng rồi, chơi bắn tỉa có lẽ hay hơn. Improvements to our HQ are finished. Rồi, ok, chúng ta vòng qua đây trước. Lần này đạn mình nó nhiều thì nó cũng đỡ. Oh, đây mình chơi con Banjo 4 của nó. Rồi, ok, phải có cái chỗ nào chứ. Rồi, ok, xây như vậy đi. Rồi, ok. Anh em, trời. Cái bom có mà sợ gì. Trời, 5 cái thôi. Từ từ mới chọn trên 6. À, láo với anh hả? Thì mình chết đúng một lính. Nói chung là tụi Rifleman của Mỹ thì cũng ngon á, nếu mà nó có đạn để chơi, mà tại cái này thì nó lên lâu lắm, mình thiếu, thành ra là nhiều lúc là không có áp dụng chiến thuật được. Pháo à, trời ơi, lại MG42 nữa. Rồi, nó ráng lên chọi nó đi. Ồ, có bắn tỉa mà còn có mấy thằng này nữa. Được, được, chạy, chạy, chạy. Gọi một thằng cối ra mới được. Ồ, hết đạn để gọi cối luôn rồi. Giờ phải làm gì để tạo rào chống tăng thôi. Ví dụ thì thường phải đánh bên này trước nè, mà tại vì đúng thiếu quá. Đây, nhắn lên xử mấy con pháo của nó. Ở đây đứng trước.
Reinforcement underway. We'll have him back to full strength in no time. Anh nào, we'll cắm cho mình không hội quân được luôn. Time. We'll have him back to full strength in no time. Rồi. Ready. Giờ thì bắt đầu tàn hình. Bất ngờ tiến lên bắn cái con pháo của nó. Cứ để nó dập chỗ này mình không sống nổi. Trời ơi, đừng có lại gần quá chứ. Enemy unit down. Rồi, khoan, chạy ra đây đó. Engineer squad ready. That's it, construction finish. Rồi, hạn chế đề phòng sẽ tăng nó đi đường này. Tính mình hay dựng rào thủ lắm. Thật ra các bạn thấy mình chơi mà mình cứ dựng thì thông cảm nhé. Cái đó cách chơi của mình quen. Trời, bắn. Để nó chơi mình chứ. Qua, chiếm cái điểm này đó. Hoa, đi xuống đây. Enemy unit down. Rồi, ok. Ta vừa bắn tỉa, chúng ta loại từ từ các bạn. Ồ, cho đây là bị MC42 nó bắn á. Rồi, xong, đẹp, giỏi. Rồi, xử mấy thằng bắn tỉa của nó nè. Base improvements. Trời ơi, thằng điên mò lên cao làm cái gì? Rồi. Hình như là nó mà nó kêu mình là với cái gì ta, hình như là nâng cấp cho thằng Ranger hay sao á. Ranger cho thằng Ranger đi chiến đấu nhiều vô. Mà này nó cho vậy mình lại không cần đến sơ. À đây. Đây. Lố luôn. Bắn. Chọi quá nè. Hai con vàng thì chọi nó luôn. Rồi chơi nó. Màn này nó phải cho xe tăng ngay từ đầu chứ nó cho cái này chết mình. Rồi chọi vô hay. Cạch hay. Rồi đó lại giật súng lên. Sử được nguyên đám ở đây luôn. Rồi, cho hai ngày lên sử xe tăng của nó. Tại chứ mà này phải nâng cấp cho mấy thằng này mà. Let's go. Rồi đây, hồi vô cái underway. Xe tăng mình chưa nâng cấp được. Để thêm cái zip nữa mới để làm gì luôn á. Bỏ mấy chiếc xe ship này đi, thừa. Ready to get this done. Nó tỉa thì cho nó vô đây, nó quản. Con này nó chuyên... chuyên cho bộ binh rồi. Rồi chiếm điểm này nào. Nát bắn rồi. Đồ điên. Nó bắn phát trúng ở đây nó tự chết luôn chứ nhục thiệt.
time for the fight. We'll have him back to full strength in no time. Nhiệm vụ phụ lấy quân chương màn này nó bắt phải xài mấy thằng đó chứ mình chạy không xài. Có tăng rồi đẩy tăng lên chơi thôi. Engineers, fall in. Move it up, people. Let's go, fall back to your position. Ready. Just one shot. Breaking engagement and moving out. I'm taking the shot. Going in the high. Quit your yapping and get ready to move. Let's move. One of our snipers is KIA. This shit don't scare us. Okay, go. Have him back to full strength. Biết là sniper rồi, chết từ khi chiến đấu rồi. True, butts in gear. Guys, listen up. Rồi đây để xây cái nhà này cho nó hồi máu. Chơi nó. Chưa nâng cấp cái nhà sẽ tăng lên để mà lấy cây pháo 76 ra nữa. Rồi đây, cho con tăng con lửa mình lên đây chơi. Dưới cái chỗ này là người ta mình nhiều khi mình không có lên được. Cái khúc này chạy lên áp sát rồi nó chết ngay. Chiếm cái điểm này chết biết bao nhiêu quân luôn mới được vậy á. Rồi cho nó chiếm lại đi. Supply lines are broken. Rồi ok, nâng cấp lên được rồi. Rồi hai thanh niên này thì lại đây. Rồi chạy về. Cho thanh niên này đi dò đường trước chắc cũng được. Có gì còn đốt chứ. Mà này phải đánh hai đường luôn á các bạn, giống như trận đồi 192 á. Nhưng mà được cái dễ hơn của nó cái là nó không có giới hạn thời gian, mà chứ là mình phải luyện mấy cái thằng Ranger thôi. Mà này bộ binh, nếu mà Ranger nó chết thì mình luyện cái thằng khác cũng được. Nó có nhà hồi máu đây là chơi đỡ hơn. Đây mất cây bazooka lấy cây Benzen mà xài. Đây lại đây sửa cho xe tăng đi. Rangers here. Ờ, nó không cho lượm Badger Chan à. Buồn vậy. Orders. Không cho thì mấy hàng cho kỹ sư nó lượm. Base improvements completed. Come on with me. Rồi. Ready for orders. Rồi ok, lại xử lý tăng cho anh. Rồi lên đây chiếm lại cái điểm này. Màn này là hơi bị thiếu xăng. Rồi màn này cho xài bộ binh này hơi dở. Rồi chiếm cái điểm này nào. Combat engineers, good to go. Roll out engineers. Rồi cho chiếc xe tăng lên đây luôn các bạn. Chiếm điểm của anh mà dễ à. Bộ binh anh tàn lên liền. Quân mình thì giờ được cái làm đông. Rồi giật cây pháo của nó luôn. Ok. Rồi tiến lên theo hướng này nè. Engineers here.
Ok. Cái súng ở đây. Rồi, tao lên bắn luôn. Ok, đẹp. Reporting construction complete. Ready to roll. Rồi, để chờ đảm bảo sẽ tăng nó không đi hướng này. Rồi, hay quá, có địch ở đây. Rồi, lên mà bắn. À, có địch, có địch. À, thằng này mấy thằng này ngu, chạy lên trước mặt cái ổ súng máy. Rồi, chiếm điểm đã là tính. Rồi, chết chưa. Rồi, lên đây thì chiếc xe tăng nó xử xong rồi. Rồi, cho con tăng mình đi qua. Có pháo rồi, mang này mà chống được cái cò khẩu 105 xuống là khỏi chê luôn. Bắn nó. Enemy unit down. Có bộ binh đi hỗ trợ luôn. Mà này nó chỉ mới đầu vô cho xe tải ngon hơn xe jeep. Chào chống súng lên bắn. Ở đâu đây? À, lôi 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 lôi. À, con tăng phun lửa của mình chết bạn cho nó chạy bậy rồi, chết mất rồi. Lên đây xử ổ súng máy nó nè. Nãy con kia quên mất cho nó đi ẩu rồi, nó chết mất rồi. Tính cho nó đi dò đường chắc nó bị bắn trái ở đâu đây rồi nè. Đúng rồi nè, quên mất chỗ này có pháo. Để cho lui đã. Không biết ngay ở đây có pháo mà. Mình nói là màn này quân nước có lợi dụng mấy cái điểm cao thật. Trời ơi, chạy lên đây thì bắn cái ổ súng máy, quay lại bắn nữa. Trời ơi. Rồi xong. À, chết có mấy thằng không sao. Xử ở nhà nó cho chú luyện để mà lên cấp đấy. Ô, oh, có con này. Thằng mình thì giờ 3 sao luôn rồi. Mấy thằng này cho không? Hạt to mấy thằng cầm thông xanh không ơi, chạy về giùm tôi cái. Enemy unit down. Rồi lại quất banh cái nhà này với anh. À không không, thằng này đi xuống đây. Đợi cái nhà nó cho mấy thằng kia bắn. Rồi. Thanh niên này từ từ lên đây tập kết đây đã. Thằng này hiện được cái nó còn có chuyện chạy nữa. Rồi thôi cho nó cái thâm xanh luôn đi. Để coi rồi lui lại. Mày láo à. Chưa có lấy cái xe tải ra được. Mà màn này có cảnh đô thị cũng khó xài quân cơ giới nữa. Đây, khỏi nhào lên chơi cái chỗ này cũng được. Rồi. Hồi máu, xây cái nhà xe tăng lên lấy cái con 76 là xài coi. Con 75 này bắn không phê. Xe tăng mình 3 sao luôn rồi đâu có vừa. Rồi. Hai thông xanh vậy thì càng của binh nó cho anh. Đây. Lấn dần trận địa. Bắn tỉa hả? Chấp nhận luôn. Nhào. Anh chấp hết bắn tỉa của chú. Giờ anh đông mà chú bắn một hai phát ăn thua gì.
enough, Rangers. Long way from home. Position taking fire! Alright, rồi, ok, ngon. Này phải đợi thằng này xong đã. Rồi vậy lên đây chiếm cái nhà này làm căn cứ. Rồi ok, cho nó cái lựu đạn luôn. Này thì cứ lên đây. Hai sao rồi, ngon. Đây, pháo binh dập luôn quê rồi. Mà bắn dồn dập vô trận địa là nó cũng mệt đấy. Rồi đây, chỗ này đây, dập pháo tiếp. Mày hả bưởi? Tập lên. Đó là tiến công quả lực hả? Hello mày. Dùng lưới lửa để mà chống lại quân của anh à, đâu có dễ thế. Improvements to our HQ are finished. Squad ready for orders. Let's go. Fall back to your position. Sherman reporting. Rồi khoan, cho chạy về chỗ này đã. Có thằng Ranger của mình đâu rồi ta? Rồi ok. Cho nó xông lên nào. Có pháo binh hỗ trợ rồi thì sợ gì đứa nào nữa. Bây giờ lấy cái xe tải ra thôi. Mà này cho nhiều lính súng trường quá. Cho 3 thằng hoặc 4 thằng là đủ. Just give me a wrench, a gun, and put me in the bad guys. We'll have him back to full strength in no time. We'll have him back to full strength in no time. Looks like we fight today. Move. Watch your space. Look alive, people. Rồi ok. Rồi, chú bài đặt láo với anh. À rồi giờ mới chống được con này xuống nè. Rồi nhào lên chậu lựu đạn nó luôn. Rồi cái chiêu này là lính dù với là lính đặc biệt mới có, lính súng trường thường không có các bạn. Rồi cho nó đi qua, con này của mình đi qua đây. Trời bắn dở quá. Chết chết có một thằng này dở quá. Rồi đây có được con tăng này ra là ngon rồi. Rồi bây giờ thì mình lên đây đặt pháo luôn. Kỹ sư mình có súng rồi, không sợ. Rồi chỗ này thì cho bên bộ binh nó lên. Tại mấy cái ụ súng là nó đi hết rồi. Mình chưa sửa xe tăng mà thôi, không sao, có một chiếc à. Mà này một cần một có hai chiếc xe tăng cho nó đi phá mấy cái điểm phòng thủ thôi. Chứ vẫn là xài bộ binh. Ồ. Rồi đây mấy chú xử nó cho anh. Đây. Con này cho nó lên chung. Rồi mấy thằng Ranger hồi quân ở đây đi. Ở đây về hồi uống máu luôn. Từ khoan hãy kêu xe tăng, tại giờ mình phải đặt pháo xuống. Đây. Dập nát căn cứ nó cho anh. Giờ đi không còn cái bom nữa, tại mình đã giật được banh stand rồi.
là chết. Enemy unit down. Rồi, xong rồi, lên chiến điểm. Lên đây coi nó có hai cái gì hay ở đây. Đi à, chạy lâu quá. Chơi cái này cho anh. Con này bắn lính trong nhà không ngon, nó bắn ở ngoài là hơi bị thấm. Chơi cái kia bom chứ cho nó bắn không hiệu quả lắm. Không chạy được rồi. Rồi đây đây gãy súng. Trời tôi lì thế, cái dòng có bắn ở nhà được. Không, giết nó. Trời, đạn bật ra ngoài. Đạn nó bắn mà cứ bị bật ra không. Rồi, thanh niên này là xây xong rồi đúng không? Rồi, đây, sợ sẽ tăng nó thôi. Rồi, bây giờ không sợ nó rồi, dập thẳng với nhà chỉ huy nó. Đây cho lên sửa xe tăng. Just like the good old days. Enemy dự báo là con nhà bắn tỉa hả? 105, oh. Vừa bắn phát 2 sao, bộ mình bắn trúng được khá nhiều lính của địch đấy. Mình trả tiệc mấy quân. Ok, mấy thằng này của mình là giờ tinh nhuệ rồi. Có ba GT, nói chung là không phải phụ thuộc vô Sticky Bomb thì mình ngon. Rồi ok, lại có thêm đạn. Bây giờ thì tha hồ mà nhập pháo luôn. Enemy unit down. Nát Banzer 10 liền, cái là nát con Banzer 4 liền. Láo hả? Đây, dứt vô cái nhà chơi lính của nó. Nó báo là có nhà bắn tỉa ở đây mà có thấy bắn tỉa đâu. Chắc là nghi có bắn tỉa thôi. Hoàng lên lên lên, chị hơi ẩu lên, chị hơi ẩu lại lại. Con này lên đây đi, tiếp tiếp ứng nào. Xung quanh tương tự. Cũng may là mình có nhiều Thompson. Bắn bộ binh là hơi bị phê. À rồi ok, hay. Thắng rồi các bạn. Lấy được huy chương rồi. Rồi giờ mới tiến lên đây phá nhà đó. Bây giờ là giờ không giật được súng rồi. Đâu chạy vô thử coi nó có mất dấu không. Rồi ok. Bắn tiếp. Một loạt thì chưa phê đâu. Rồi nhào lên bắn. Bốn thằng thì sợ gì. Ồ, cán mệt. À đúng rồi, phải có xe đi phá mệt. Rồi nhào vô coi coi ở đây có cái gì. Wow. Kinh dữ. Giờ thì sao mà trả được. Tức khó còn nó bắn bộ binh mà không đẹp, tức tiền.
cái đội unit đi hỗ trợ. Wow. Không để ý bị nó chơi rồi. Không sao, không sao. Nhờ nó còn súng máy ở đây. Sao còn súng máy thì anh dập cho chú bể đầu luôn. Anh đã đặt được cối 105 xuống rồi chú, bài đặt giỡn với anh. Hình như nhà chỉ huy nó bên này thì phải. Engineers ready to roll. Troop. Rồi ok. Ồ, con Banzer nó vẫn đang đi xuống à. Rồi xong. Xong cái ổ súng. Vòng qua đây thử coi. Rangers ready. What do you need? Nothing we can't get. À, biết ngay, biết ngay. Đây. Ê, quay, thằng này lui lại, nó nạn bây giờ. Khói lên. Rồi, dập vô đây. Rồi sao? Chú láo với anh. Rồi chú này lên đây. Thằng đó giờ không giữ được cái AA nữa rồi. Mình bắn là hơi bị ác. Trên đường về chắc bị con Banzer nó quất thêm cho mấy phát rồi. Quýnh thẳng vô nhà chính nó luôn, không thèm đánh móc bên ngoài nữa kìa. Ê, lùi lại, nó có con đó đó. Hơi ẩu. Hơi ẩu, các bạn không biết là nó có con pháo rồi đó. Nhưng mà AA mình cho nát hết. Đã đặt được cây 105 xuống rồi mà nó thủ là nó chết với mình. Tại vì 105 là chỉ có thiên về... À đúng rồi, nếu mà đánh thế thủ thì mình hơi... Con này không hiệu quả lắm, chứ đánh thế công mà mình đánh lấn lấn dần lên thì mình dùng chiến thuật quân canh á, đẩy đội hình lên là nó chết với mình. Mình không thèm mà đánh sớm, cứ đánh lấn dần trận địa lên thôi. Rồi đây. Pháo đoàn này bắn hơi bị lệnh, mà không sao. Trúng một quả là đủ rồi. Không cần phải trúng nhiều. Rồi cho nó ăn một quả sticky bomb cũng được. Giờ sticky bomb nhiều rồi. Lên chiếm điểm cho anh. Mà này là đấu với lực lượng rất là tinh nhuệ của Đức luôn á, chứ mấy anh em thằng Stormtrooper này là khá là kinh đấy. Chúng bảo tố mà. Thằng nào thằng ấy là đều có Banjo Trend hết thì đâu có vừa. Xe tăng mà phải chạy trốn bộ binh nữa, bạn coi coi nhục không. Rồi ok. Tiến ra khỏi chỗ này nào. Rồi ok, cho một đội đi rượt chiếc xe tăng cũng được, cho nó chạy vòng vòng chơi. Ê, được áp sát vô vậy chứ. Rồi. Rồi khỏi chiếm, nó banh cái nhà chính rồi là tự động nó thua.
need to monitor for enemy movements. Nó coi như là mình đã thành công cho cái việc bao vây luôn. Sập luôn rồi, khỏi cần bao dây. Bao dây là để tiêu diệt, ép nó đầu hàng. Còn cái này là nó mình quất sập luôn. Sức mạnh của lũ pháo 105 đấy các bạn. Rồi, ok, quân Đức phải lui rồi. Bị bao vây mà không chạy. Mình chừa một đường nó chạy các bạn, mình vây giống như hai cánh tay mình kẹp lại vậy đó. Nó không chạy là nó chết, mình đánh kẹp từ ba mặt là nó không chạy được đâu. Đó nó không chịu nổi đâu, thành ra là bắt buộc nó phải chạy. Ồ, con Tiger xịn nhất của Đức nè, con AC Tiger. Con này lợi hại lắm á. Có một màn đánh về sao đánh với nó hết hơi luôn á các bạn. Chứ là nó chơi chứ quân Đức đã quen đánh thế công chứ thế thủ thì họ không có mạnh. Tại vì cái lực lượng thiết giáp của họ là chuyên về công mà. Thành ra là thủ thì nó phải có cái vị trí phòng thủ chứ, như cái trận này các bạn thấy không, đô thị không mà, thành ra xe tăng nó không có phát huy tối đa cái lợi thế của nó, mà chỉ có mấy thằng bộ binh nó mới làm nên chuyện là mấy cụ súng máy á. Chứ thật chứ mấy xe tăng là mình phá tương đối dễ, tại mấy cái nhiều chỗ nhiều ngóc ngách này á, là bộ binh nó sẽ phát huy tối đa sở trường của nó. Mình ám sát, mình chọn sticky bomb, nói chung là mình đánh lì là mình thắng à. Tại vì quân Đức lúc này nó sẽ không có đủ cái nguồn lực để mà nó chịu trận. Với lại xe tăng của nó không phát huy được cái lợi thế tập bắn, mình áp sát, mình chọi sticky bomb hay mình áp sát, mình dùng pháo bắt vai, mình bắn là nó sập, là tiêu cái xe tăng nó ngay. Mấy công trình mình cứ cho lũ pháo nã dần dần lần lượt là nó sập hết, là chỉ cần biết cái công trình nào là có lính là bắn được ngay thôi. Anh đã thủ ở trong khu vực đô thị chủ yếu là nhờ bộ binh, chứ mà cái nhờ xe tăng là dở rồi. Rồi thì ok đó, cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình ha. Mình là Lá Bách Hợp, hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bye bye.